xong rồi nói chưa nè. Hello đi. Hello. 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 Thôi bớt rồi đi. Hello tất cả mọi người luôn nha. Thì chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Linh Vy Official. Yeah. Và nói được chưa? Hôm nay mọi người thấy là Linh với Vy rất là hồng. Thì mình phải làm cái gì liên quan tới màu hồng mới được đúng không? Cái gì trời? Bắt rồi. Mày cứ dơ cái nách thanh gì trời. Trời ơi, đó, hôm nay mọi người thấy rất là nhiều món đồ màu hồng mình sẽ ăn tới cái gì? Ăn màu hồng. Cái gì màu hồng liên quan tới màu hồng? Cái trái gì mà liên quan tới màu hồng đó bé? Trái này này không biết cái gì nữa. Trái này cái gì mọi người? Comment mọi người. À, chung là cái trái đó đó mọi người. Trái Đà Lạt. Trái Đà Lạt đúng rồi. Là có. Đúng rồi, trái chuối. Trái dâu nha mọi người nha. Thôi bớt luôn rồi, ok. Nhưng mà trước khi vào clip ăn tất cả đồ dâu thì mọi người nhớ là like và subscribe clip này để tặng ủng hộ cho hai bà nha đó. Ok. Và đừng có quên các bạn với Facebook. Nguyễn Diệu Linh. Rồi, và theo như các bạn đã thấy thì trên các bạn này cái gì nó cũng dâu hết trơn hết trọi luôn. Đúng rồi. Cái này không dâu. Dâu hết luôn. Cái này không dâu. Cái này cái ca đựng nước đá. Ca đựng nước đá hả? Cái này cũng không dâu luôn. Thì ta đựng nước. Cái này cũng không dâu nha. Chấm dâu. À chấm dâu để ăn rồi. Ok la luôn rồi. Rồi thì hôm nay mình sẽ ăn hết tất cả những món trên bàn này và mình sẽ review hết luôn. Yeah. Đầu tiên thì mình sẽ pha một loại nước uống cực kỳ là dâu dâu đó là trà sữa, sữa chân châu dâu. Wow, đặc biệt cho mọi người thấy cái chữ này không? Dâu thật. Ở trong đây có trái dâu thiệt trời. Không, tôi nghĩ là chắc là có miếng dâu nhuyễn thật á. Không, tôi nghĩ là nó ép miếng dâu nó bỏ vô viên nhân châu. Thôi nói chung là mình không biết, mình mở ra mình thử đây tại vì mình review sơ sơ cho mấy bà đúng không? Đây là hướng dở sở dởm của cái miếng này. Qua trong một bịch này nó sẽ có. Ủa gì? Ủa trà sữa đâu? Đây trà sữa nè. Con gói vậy thôi hả? Đây là gói chân châu. Ủa vậy hả? Rồi là gói trà sữa. À, hiểu không? Mình tưởng nó cho mình cái này thôi không. Ờ, vậy là tính ra một lần mình pha được mấy ly ta? 1, 2, 3, 4, 5 ly. 5 ly. À, một cái hộp này là pha được 5 ly, trị giá là 35k cho mọi người. Vậy tính ra một ly là có 7.000 à. Thì 7.000. Ừ, ly có 7.000 á. Tính ra là rẻ rồi, để con uống thử ngon không nhỉ? Đúng rồi, bây giờ bà Linh với bà sẽ làm theo hướng dẫn sử dụng. Đầu tiên mình cho gói trà sữa vào ly. Trời, Hương Thi hay gì? Hương Thi giáng bùa hả? Ta bớt bớt. Giáng bùa dâu. Đây là bùa chân trâu nha chị em đó. Thì ghê không? Thì đây là cái ly của chúng ta đang nguội nguội rồi đó. Bởi vậy mình sẽ bỏ đá vào nha. Rồi mình bỏ đá vô đi xong mình sẽ bỏ chân trâu vô. Bỏ đá vô em ơi vô. Đó, bỏ đá luôn đi với bà nó đó. Rồi 3 cục đá, 4 cục đá, 5 tới cục đá, mỗi đá. Người 5 cục đá thôi. Tới công chuyện cục đá. Trời đất ơi mình bỏ. Rồi giờ bà Linh cắt chân trâu rồi bà. Đây đây mình sẽ bắt đầu lấy chân trâu. Trời đất ơi. Nè, cái gì vậy? Chân trâu, đâu chân trâu đâu? À, cái gì kì vậy? Chân trâu dâu. Dính vô nhau vậy trời. Ở trong đây nó cũng có miếng nước á. Thì có. À có nước dâu luôn á. Vậy mình đổ vô thử đi. Cái này giống như giống chân trâu trắng á, nhưng mà cái này là đúng dâu rồi. Đúng rồi. Chân trâu của chân trâu đen. Đúng rồi. 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 Uống thử nha chị em. Mình tưởng cái màu này nó sẽ tươi giống cái bịch. Nó sẽ ngon hơn. Chua chua ngọt ngọt. Cái này như là kiểu trà sữa dâu nhưng mà nó thiên về hơi hướng trà một xíu á. Ừ. Ý là nó hơi chua chua. Ừ. Chứ không phải là nó ngọt gắt luôn nha chị em, mà nó kiểu nó hơi chua chua thanh thanh. Nó hơi chua chua. Cái vị nó khó diễn tả cực kỳ. Lạ lạ mọi người. Nó giống như là uống trà dâu vậy đó. Nè, mình sẽ thử một miếng chân trâu coi giống cái chân trâu trắng không nè. Nói chung là cái vị này béo béo. Cũng là y chang như trâu trắng luôn. Bạn nào mà kiểu là thích uống trà sữa nhưng mà muốn gọn nhẹ thì có thể uống cái này. Nhưng mà theo tôi chấm thì nên sử dụng cái trà sữa bình thường ngon hơn. Trà sữa truyền thống ngon hơn trà sữa dâu. Cái này lạ quá. Đúng mà cái mùi này hơi lạ lạ. Nhiều bạn mà không thích uống chua thì sẽ nghe nó hơi kỳ kỳ á mọi người. Ê, mình ăn kẹo dẻo chứ đi bình. Mình sẽ ăn kẹo dẻo dâu. Đây. Bom. Hai bịch kẹo dẻo hương dâu của nhà Bơm Jelly. Dâu chua ngọt. Ôi đã cái miệng. Đỉnh của chớp. Đây. Khuôn bịch. Khuôn bịch thôi. Đúng rồi biết sao, tại mình ăn nhiều quá mình ăn không hết mọi người. Mình chừa dâu nhớ Đà Lạt. Ghê luôn trời. Ghê. Chảy nước miếng dữ mọi người. Rồi giờ mình lên Đà Lạt nha. Tao nói là lạnh teo. Dữ luôn. Sao cái vùng đất Đà Lạt mà ai bước tới đó cũng bị nhớ luôn. Bị mê đó. Ghê. Tại vì á cái không khí. Mặc dù lên chợ mỗi lần mà lên chợ là đều kiểu la làng á. La làng thì kiểu lạnh. Trời lạnh quá, bực bội quá, đứng đâu quá, mệt quá. Nhưng mà về là đi nhớ đi nữa đúng không? Rồi đây. Trời ơi, ủa trái dâu luôn. Tính ra ngoài hình đẹp lắm mà. Nhưng mà trời ơi, bà không biết cái vụ mà hình khác với lại cái mô tả hả? Đây rồi. Nó là có hình trái dâu luôn nha mọi người. Đó, trái dâu dẻo luôn nha. Ủa chưa gì ăn thì nói xong rồi ăn thôi.
chơi á mọi người. Nói chung là kẹo dẻo thì bình thường nó sẽ nó tựa tựa cái hương vị như nhau, nó chua chua ngọt ngọt vậy đó, chứ lại có mùi dâu vậy thôi. Đúng rồi, có thêm miếng mùi dâu thôi. Rồi cũng không có gì đặc biệt quá. Bây giờ dạng. Quan trọng là cái này nè, mà tí xíu nữa cái này mình sẽ review. Cái này là BSL nha, dâu thiệt luôn nha chị em, mà nó bự là bự luôn. Tí xíu nữa làm như vậy mới review. Bây giờ bánh đi. Đúng rồi, đây là gọi là bánh top the top à. Bánh que, bánh top top hả? Top hả? Nè nè, ghi chữ top top nè. Top top. Top bồ. Top bồ à, chứ phải top top. Rồi, ở đây là bánh ý, nó có hai cây luôn là Linh. Trời đâu, ở trong đây có rất nhiều cây chứ hai cây đâu. Hai miếng bịch. Hai bịch. Thôi vậy bà phun bịch thôi. Nè. Đó, không biết là có hương dâu không ta. Kéo lên. Ở trong nhân dâu, ở trong này này. À ở trong chứ không phải là ở ngoài. Hút được không ta? Không, trời ơi, nó có nhân dâu mà hút. Mình bẻ ra thử. À, phía trong đây là nó có cái vị dâu nha mọi người. À. Ăn gì luôn hả? Thử. À quên. Hai cái đều là dâu chứ không sao. Với lại đồ ngọt, với đồ ngọt thì ổn nha mọi người, chấm vô nhà. Chứ mà đồ ngọt với lại mà chấm muối đồ hay gì á. Thôi. Thì nó hơi kỳ á. Hãy thử thách cho Vi chấm muối. Hai bảo đi mẹ ơi. Nào bà, Vi nhắc cái này hình như nó có đủ mùi luôn bà Linh. Sô-cô-la vani à. Rồi cái gì mà có cái loại sô-cô-la vani luôn. Đúng rồi. Rồi nói chung trà xanh nữa, matcha nữa. Yeah. Rất là ngon. Nói chung là cái món này các bạn chắc quen rồi đúng không? Có nhiều bạn sẽ ăn rồi. Này gọi là bánh giòn vị nhưng kem dâu. Bánh que mà. Bánh que vị nhưng kem dâu. Còn cái này là bánh, cũng là bánh giòn luôn nhưng mà ở trong cũng kem dâu luôn. Nhưng kem dâu luôn mà nó là hình con gấu. Hình con gấu. Có túi á. Đó bây giờ bà Linh sẽ mở ra thử cho mọi người. Cái nào cũng có trái dâu thật hết trơn nha mọi người. Cái nào cũng có dâu thật trời. Nè. Nào cũng có trái dâu thật nha. Mà ở trong là không phải dâu thật mà. Trời ơi, nè, không phải con gấu mà là con cô gô. Con cô gô la. Cái con gấu khô khô la. Nè con gấu nè, khô a la. Khô la, khô la, khô la. La 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 la. Thôi la la la. Đó, hình con gấu. Trời ơi. Dễ thương không? Trời chúc ơi. Rồi rồi đó, mình ăn thử nha. Này làm gì bẹt hai chân hai tay của người ta đây chứ. Lúc này nó cũng có cái lỗi dưới đây em biết gì nha. Nát bét rồi. Trời ơi, bà Linh nó phá rồi, trời ơi là trời luôn. Rồi, mới bẻ con cá nát luôn rồi. Đây, như uống thuốc vậy đó bé. Học vô luôn. Đó rồi bà, đã như uống thuốc rồi. Uống lên nước luôn. Thôi. Uống lại uống. Trứng đậu rồi ra, nói chung là cái bánh này cũng khá là giống như là cái bánh giòn. Giống như bánh nè. Banh, nát. Nên này là bánh kẹo với bánh đó mọi người. Hôm nay là mình ăn dâu thì mọi người cũng có biết cái sự dâu là đồ ngọt rồi đó. Không có cái nào mà nó. Ê, cái này làm nè. Cái gì vậy? Kẹo hương mắt cha dâu. Mắt cha dâu luôn. Cái gì là kết hợp với lại trà xanh nữa đó hả? Ồ, trà xanh có mắt cha nữa. Nhưng mà bà Gia sẽ tí xíu sẽ khui thử cái bánh này cho mọi người coi nha. Cứ quất phát luôn này. Trời ơi. Đây ba đã luôn mọi người đó. Ôi. Ý, mình dễ thương quá ha. Trời ơi. Đã rồi luôn. Trời ơi, mắt cha dâu ăn vô là ta nói là chân động liền. Còn bên đây là cái gì đây? Đây là cũng là bánh nhưng mà là bánh. Bánh gì ta? Giống như là bánh quy. Bánh quy. Bánh quy dâu. Yeah. Bánh quy nhân dâu. Đó. Trời đất ơi, đầy cái bàn rồi. Trời ơi, thôi rồi, ngọt quá. Ăn này xong chắc cũng tới công chuyện tiểu đường quá. Mình ăn sung sung thôi mọi người. Đây là bánh nướng kem dâu à. Là cái bánh nướng này là cho dâu. Kem dâu đó. Lại là kem dâu. Kẹo mắt cha dâu. Ăn thử coi bà này review cái vị đó coi bà. Đó, trời đất ơi, cái gì? Trời ơi. Sữa xịp lét vậy. Hai cái. Một bịch này là có hai cái nha. Bà Vê tưởng là nó dày nhưng mà thiệt ra nó mỏng vậy nè. Nhưng mà nó mỏng vậy nhìn ăn đỡ ngán. Cái này nè. Đó, nó có kem dâu nha. Wow. Mình cắn thử, miếng ạ. Ý gì bà giòn quá nè. Nghe rồi đó, nghe gụp mua đó. Giống như là cái bánh nướng vậy bà Linh. Thơm nha. Thơm. Giống như cái bánh nướng vậy. Nó giống cái nào lão hả? Miếng matcha, miếng dâu. Đúng rồi, ăn nữa coi. Coi cái hương nào nó nhiều hơn. Giờ đang đợi bà Linh thưởng thức. Matcha nhiều hơn rồi. Ủa vậy hả? Hương matcha nặng hơn hương dâu mà hương dâu nhẹ lắm. Hương dâu kiểu là thoáng qua nhẹ thôi, còn matcha thì nó hay có cái vị nồng. Đúng rồi. Có chua chua của dâu nữa ta. Nhưng mà hai cái kết hợp cũng lạ ha. Cái mùi giống dâu tươi ghê. Lần đầu tiên á mà thấy là matcha với dâu kết hợp lại rất là ok luôn mọi người. Rồi muốn mình làm cái ly giống như kiểu là trà sữa matcha bỏ dâu. Đúng rồi. Matcha dâu. Lạ, nhìn hai màu đẹp với bộ màu đỏ với màu xanh lá là cực kỳ đẹp luôn. Rồi bây giờ là tới phần quan trọng nhất, đó là ăn thử hai trái dâu thiệt nha mọi người. Mà hai trái dâu này là sưu tập khổng lồ luôn, 80 triệu. Hả? À, không, 50 ngàn trái. Hai trái 100 triệu. Trời ơi,
100.000 mà nói nó bị bả với bạn không biết là bạn mua ăn giỡn đó. Đây là dao Hàn Quốc nha chị em mình ơi, rất là bự luôn. À, mọi người nhìn trên clip này không thấy nó bự thôi, bây giờ mình cầm ra tay thử đi. Ai nè, lấy ra nè, nếu mà lấy ra chấn động liền luôn nha. Oh my god, wow. Trời ơi, mình gỡ ra như là mình vui hợp vậy đó mọi người đó. Ủa? Đó vậy hả? Trời, cái này giống như nó bọc cái bom á. Nhanh vậy? Ủa sao mà nhìn vô bốc lửa vậy trời? Đây, đỡ bé lên, đỡ bé dậy nè bà Linh. Đó. Cầm. Trời ơi, đẹp quá mọi người. Đó, bây giờ mình gỡ ra đó, mình khui siêu, tí siêu bẹt đó. Trời, nó coi bự chưa? Cái tay bà bé nè. Trời. Đó, bự thấy chưa? Trời, chứng đầu nghe mọi người đó. Có cái này nữa nhìn nó xịn giá mang luôn á. Bự, đây. Bự hơn cái mỏ của bà Dê. Trời ơi, à quên, gỡ. À quên, gỡ xíu mọi người. À mày rửa nhìn nè nha. Trời ơi, cái gì ghê vậy? Ủa sao bà không dùng cái thao màu hồng nha? À thôi kệ, xài đỡ, đến ra nhà không có thao hồng. Bây giờ mình sẽ rửa những bé dao sương sương nha mọi người. Trước khi ăn phải rửa sương sương rửa cho sạch chứ. Đúng rồi, tại vì á hả, nhiều khi người ta chăm những cái trái dâu này nó còn cái thuốc á. Yeah. Nên hả, mình cũng phải rửa sạch thì mình mới ăn ok nha. Trời, rửa xong một cái là ta nói là nó tràn ngập cái sự mà sạch sẽ đó mọi người. Rồi bây giờ bà Dê sẽ bà Linh sang thử. Trời đất ơi, mấy cái hạt này nó cũng bự nữa bà Linh. Mình á mà mình chịu khó trồng dâu, mình khui mấy cái hạt này mình để ngay đất á. Vậy hả? Ừ, là nó có thể lên trái nhưng mà mình không phải là cái người mà hay trồng nên mình cũng sợ là mình trồng nó không có lên. Bỏ cây trồng cây. Thôi bé, nhìn này lại nhớ Đà Lạt ha. Thôi đi đừng nói nữa. Mọi người có ai đi Đà Lạt không ạ? Có ạ, tôi hết rồi ạ. Dạ. Rồi, ok luôn. Vậy bây giờ thèm không? Nhìn anh quay phim có vẻ thèm. Có hai trái rồi. Có hai trái rồi. Trời ơi, đang xui xui mọi người. Trời ơi, nãy giờ là ít ngóng chờ từng giây phút. Đó. Trời ơi. Trời ơi, trời. Chấm vô anh Trung. Chấm. Trời ơi, mới đã nè. Trời mà lem quá mọi người. À, cụm. Vô. Bây giờ mình ăn thử nha. Coi cái chai nó bự nó sẽ như thế nào. Ủa, ngọt ngay à? Ủa, có tôi ngọt ngay vậy? Sao mình sống vậy? Đúng rồi, nó mềm xèo luôn mọi người, giống như là nó như sinh tố dầu vậy đó. Chứ tôi đâu có ngọt gì đâu. Nhưng mà ăn vô nó ngọt ngay, nó không có bị chua nha. Nè 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 nè. Ừ, nó không có chua thôi, chứ nó không có ngọt ngay nha. Rồi cắn nó coi. Nó chua ít xỉn nè. Ừ, trái vi ngọt hơn. Ờ, trái vi ngọt. Đó, nhưng mà cái thịt ở trong dầu nè, giống như kiểu nó mềm mềm như là mình ăn sinh tố hút vậy đó bà Linh. Ủa. Nó hơi mềm mềm nha. Rồi, ăn thảo ha, cái kiểu như nó là kiểu là cái bơm mà mình xay ra nó giống như kiểu là vậy đó. Nó mà lạ lắm, chứ không phải như là những cái trái mà nhỏ nhỏ mà lúc mà mình ăn vô thì nó hơi giòn giòn. Còn cái này giống như là mình ăn vô nó như là mình ăn một cái trái gì mà rất là lạ lùng luôn mọi người. Lần đầu tiên mà ăn cái trái gì vậy? Đi không? Đúng rồi, ăn vô một cái là kiểu là có cái nước nhiều, mọng nước với lại mềm rụm. Đúng rồi, mềm xốp. Mềm xốp mà kiểu là rất là mọng nước luôn mọi người, ăn vô một phát á là như là uống nước dâu gì đó, hay lắm. Yeah. Trời ơi. Đúng là hàng xịn. Trái 50.000 á trời. Sao lận. Công nhận nha, trái này ăn không cũng được, khỏi chấm muối mà. Này không có chua mọi người mà nó bọng nước quá, nó là ngon luôn. Nước không luôn. Thơm quá. Hết rồi. Trời ơi, để vậy. Trời ơi, còn miếng mọi người mà cái này là cái màu trắng thì nó chưa chín nhưng mà nó lại giòn. Ở trên cái cuốn. Chua không? Không chua không? Ờ. Ngọt luôn. Như ăn mọng vậy đó. Chưa là đã gì? Dạ, cái này là gì? Không thấy đường. Trời ơi, giống đầu bếp chưa? Cái này là gì? Tội cái nón lên đầu gấu nhìn dễ thương lắm. Tào lao nghe bà nói á. Trời, nói chung là cũng khá là ok là ổn áo mọi người ha. Nói chung là hôm nay Linh và Vy cũng đã review xong tất tần tật các món liên quan tới dâu tây rồi. Nhiều đây thì mình có thể là mình ăn tới ngày mốt, ngày mai, tuần sau, năm sau cũng được. Hơi béo. Béo á, tại vì dâu, nhắc tới dâu là biết ngọt rồi đó ha. Okay. Linh và Vy cũng xin kết thúc clip tại đây luôn nha. Ok, nếu các bạn thấy clip này thì các bạn hãy nhớ nhấn like và subscribe ủng hộ kênh của hai đứa mình nha. Còn bây giờ thì